Công ty Dược liệu Hòa Bình xin kính chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Ngày hôm nay thì trong video hôm nay mình muốn quay và giới thiệu, chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh chân thực nhất về cái gốc cây xạ đen nhé, để cho mọi người, những ai mà chưa được xem thực tế hoặc là chưa biết về cái gốc cây xạ đen có hình dáng như thế nào thì mình hôm nay mình quay để cho mọi người biết nhé. Đấy, vì thứ nhất là về cái tuổi đời của cái gốc cây xạ đen này thì nó được khoảng tầm 15 năm rồi mọi người ạ. Đấy, gốc này được khoảng tầm 15 năm. Đấy, mọi người quan sát. Gốc nó rất là xù xì và nó mọc cả rêu, rêu ở lên những cái thân này. Đấy. Ngày trước là ở dưới vườn nhà mình này thì chưa có được trồng cây xạ đen như này đâu. Thì cách đây khoảng tầm 15 năm, 20 năm về trước thì bố mẹ mình đi núi lấy xạ đen về để làm thuốc. Đây, mọi người có thể quan sát đây. Đấy là những cái dãy núi ở phía xa xa kia. Đấy, bố mẹ mình đã phải đi lên lấy. Đấy, để lấy những cái cây xạ đen. Ngày trước là nó còn mọc hoang nhé, mọc hoang trên núi nhé. Đấy, về để làm thuốc và cũng như là gửi cho khách hàng. Đấy, thì dần dần lấy nhiều quá thì ở trong tự nhiên trên núi thì nó dần dần hết, nên là bố mẹ mình bắt đầu là lấy những cái quả hạt của nó này, đấy, hoặc là những cái cành của nó về bắt đầu học nhân giống cây này. Đấy, và dần dần cho đến bây giờ thì đã phát triển ra được cái cây xạ đen này. Đấy, và bảo vệ được cái nguồn cây xạ đen quý hiếm. Đấy, ở tại chính gốc tại tỉnh Hòa Bình nhé mọi người nhé. Đấy, nên là bây giờ mới có cái nguồn cây xạ đen được trồng và chăm sóc phát triển tốt như thế này để gửi cho mọi người. Đấy, mọi người quan sát đây, đây là cái gốc của nó đây, cái gốc của nó rất là xù xì nhá. Đấy, thì có một cái vấn đề là hiện nay ở trên mạng đấy, có một số đơn vị mình không tiện nêu tên, nhưng mà một số đơn vị đấy thì cái đang cung cấp ra thị trường cái sản phẩm mình nghĩ là nó không phải là cây xạ đen. Tại vì sao? Thứ nhất là mình xem qua hình ảnh và mình có đặt mua bên đó 1 kg cái sản phẩm cây xạ đen về thì mình thấy như thế này. Này, thấy là cái thân của nó là những cái thân rất là to, thái lát mỏng bằng 4 ngón tay này, thì mình xin khẳng định với mọi người là cái đấy thì không thể nào là cây xạ đen chuẩn được. Tại vì sao? Đây, mọi người thấy quan sát, đây là gốc cây xạ đen nhà mình trồng 15 năm mà nó cũng chưa bằng, chỉ nó chỉ bằng cái chuôi dao thôi. Đấy, mọi người thấy quan sát đây nhá. Gốc này chỉ bằng chuôi dao, còn những gốc khác nó còn bé hơn nhiều cơ. Đấy, đấy, nhưng gốc này rất là bé, nó bằng chỉ to hơn con cái một chút thôi. Đấy, vì vậy mà những cái sản phẩm mà bán tràn lan trên mạng mà không đảm bảo, nên là mọi người cần lưu ý. Đấy, mua thì chọn những đơn vị uy tín, những đơn vị nào mà ở chính gốc tại tỉnh Hòa Bình để chúng ta mua thì tỷ lệ chúng ta mua được cái sản phẩm cây xạ đen nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy, hoặc mọi người nếu mà muốn có thời gian hoặc là muốn đến tận vườn mua trực tiếp thì cái đấy là cái tốt nhất. Đấy, gốc của nó như thế này mà cái cây xạ đen là dạng cây thân leo. Đấy, cây bụi leo chứ không phải là cây thân gỗ. Đấy, chắc là những cái đơn vị mà mình nói đó thì họ đã lấy một loại cây gì đấy không phải là cây xạ đen, nó là dạng cây thân gỗ nên là nó mới có những cái đấy, lát thân to bằng bàn tay như này, 4 ngón tay, 5 ngón tay, lát mỏng như thế, trắng hiếu. Đấy, thì không phải là cây xạ đen, nên là mọi người cần lưu ý. Mọi người mua phải sản phẩm như thế thì mọi người phải dừng lại, không nên sử dụng. Đấy, để đảm bảo cho sức khỏe. Đấy, cái này thì mình có thể động chạm đến một số đơn vị bán cái cây đấy, nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, nên là mình vẫn phải nói và khuyến cáo mọi người để mọi người không mua và mọi người không được sử dụng cái cây đấy. Nó không phải là cây xạ đen chuẩn, nên là mọi người sử dụng vào nó ảnh hưởng đến sức khỏe và nó không có tác dụng gì cả nha mọi người nhé. Đấy, còn những ai mà phản bác hoặc là có ý kiến là cái cây đấy là cây chính xác xạ đen thì có thể gọi điện trực tiếp cho em. Đấy, để đối chiếu và chúng ta sẽ thảo luận. Đấy, vì sao mà em dám khẳng định như thế? Tại vì là vườn cây xạ đen của nhà em ở tại chính gốc tại tỉnh Hòa Bình và được cấp tỉnh cũng như là các đoàn nông nghiệp ở bên tỉnh về quay video trực tiếp tại vườn, phỏng vấn và đăng lên các trang báo tỉnh Hòa Bình và cũng như là các trang truyền thông ở tại tỉnh Hòa Bình, nên là em dám khẳng định cam kết với mọi người đấy là cây của nhà em là chuẩn nhất đấy, cây nhà em chuẩn nhất này. Và một số các vườn ở tại tỉnh Hòa Bình này thì cũng là cung cấp cây chuẩn đấy, nên là mọi người có thể mua không chỉ của vườn nhà em mà có thể mua ở một số đơn vị trực thuộc ở tại tỉnh Hòa Bình nhé mọi người nhé. Đấy. Còn những đơn vị kia mà bán các sản phẩm cây xạ đen giả như thế thì mình khuyên là tốt nhất là nên dừng lại, không nên cung cấp nữa, hoặc có thể phải lấy thu mua cũng như là làm đại lý cho các đơn vị hoặc là những người mà cung cấp xạ đen chuẩn về để cung cấp cho mọi người, chứ không thể bây giờ cứ bán cái sản phẩm tràn lan, sản phẩm mà không phải cây xạ đen như thế thì về lâu dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của quý khách hàng. Đấy. Và sau này nếu mà khách hàng họ đã biết rồi thì sẽ rất là mất uy tín và rất là khó để có thể kinh doanh được thêm. Đấy. Vì vậy mà các đơn vị như thế cần phải loại bỏ ngay những cái sản phẩm kém chất lượng như vậy nha mọi người nhé. Đây thì ngày hôm nay mình đã quay và chia sẻ cho mọi người rồi. Đấy. Nếu mọi người mà có nhu cầu muốn mua cây xạ đen đấy, thì có thể đến trực tiếp tại vườn của nhà mình ở tại địa chỉ là thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đấy. Hoặc là mọi người có thể truy cập vào website duoclieuhoabinh.net.vn để đặt mua sản phẩm ở trên đó. Thế trong trang web đó thì mình có rất là nhiều các sản phẩm về dược liệu, mọi người cần cây gì thì có thể vào đó để tham khảo và đặt hàng trực tuyến, hoặc là liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0976 836 586 để đặt hàng trực tiếp nha mọi người nhé. Còn bây giờ thì mình xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người.